Từ ngày 2 tháng 12 đến 4 tháng 12, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã ghi nhận 8 trường hợp mắc COVID-19. Để khống chế, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, các biện pháp khoanh vùng dập dịch đang được Bệnh viện Đa khoa tỉnh chủ động triển khai nhằm đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân. Ngay sau khi phát hiện các trường hợp mắc COVID-19, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã khẩn trương khoanh vùng, điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân F0, đồng thời nhanh chóng bố trí khu vực cách ly y tế cho các trường hợp F1, F2. Hiện sức khỏe các trường hợp F1 đều ổn định. Đối với những cái khoa phòng mà có bệnh nhân thì chúng tôi thực hiện công tác khử khuẩn những cái bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại các cái khu vực chúng tôi đánh giá có nguy cơ thì chúng tôi đều lấy mẫu làm xét nghiệm. Và hiện tại đến bây giờ phút này thì tất cả những nhân viên y tế là F1, F2 cũng như là những nhân viên y tế khác cùng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 là âm tính. Để đảm bảo an toàn cho người dân đến khám chữa bệnh và nhân viên y tế, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đang được Bệnh viện Đa khoa tỉnh tăng cường, thực hiện nghiêm túc, nhất là đối với công tác quản lý người chăm nuôi ra vào bệnh viện, cũng như thường xuyên kiểm soát lây nhiễm đối với bệnh nhân, người nhà chăm nuôi và tất cả nhân viên y tế. Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum vẫn hoạt động chuyên môn bình thường, tiếp nhận bệnh nhân khám chữa bệnh trong giờ và ngoài giờ như thường lệ.